Vâng, xin kính chào quý vị. Rất xin lỗi mọi người là hôm nay mình mới làm được cái CFGZ phiên bản V2.45. Mặc dù phiên bản này đã ra mắt từ rất lâu rồi, cách đây cũng ở khoảng 2 tuần hay 3 tuần gì đó. Tại vì là máy của mình thì nó cứ bị lỗi, không thể chơi được cái game này. Cứ biến thành hero hay sử dụng súng là nó sẽ vào sân là sẽ rơi ngay lập tức xuống vực chứ nó không thể chơi được. Đây có lẽ là do lỗi của phiên bản game nên mình cũng không muốn up cho mọi người. Nhưng vừa rồi mình có thử qua một cái máy khác thì là thấy nó không bị hiện tượng như vậy. Như vậy là cái hiện tượng này xảy ra cục bộ ở một số máy. Nên là anh em cố gắng thử download cái phiên bản này về. Nếu chơi được thì chúng ta chơi, nếu không chơi được thì chúng ta chơi phiên bản cũ. Link tải game cũng như là link tải cái app mà để tải được cái game này mình sẽ để ở phần mô tả video. Naiju888.com thì mình đã hướng dẫn mọi người rất là nhiều lần rồi. Tải game ở trên cái cloud game của Trung Quốc về. Các bạn nhớ một điều là chúng ta muốn chơi được mở cửa hay là các cái mã khác ấy, thì chúng ta bắt buộc phải mua mã CDK. Mình thì mình không mua cái mã CDK này, mình chơi thuộc dạng free thôi, còn tùy mọi người thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mọi người cài đặt game thành công và chơi game vui vẻ. Hy vọng là máy của mọi người sẽ không bị lỗi như mình. Phiên bản sau nếu không lỗi thì mình sẽ lại up clip tiếp. Tới đây có phiên bản hack thì mình sẽ lại up. Five, four, three, two.